Giang Cún Store chuyên iPhone cam kết giá tốt nhất, máy zin đẹp nguyên bản, tất cả đều bản quốc tế, cam kết đẹp xuất sắc, cam kết máy nguyên bản, bao giá rẻ nhất thị trường, giảm giá 100.000 đồng cho khách hàng thân thiết. Trả góp chỉ từ 2 triệu, hỗ trợ thu cũ đổi mới, lên đời điện thoại giá siêu hấp dẫn. Kính chào quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục Thời sự công nghệ. Ngay sau đây sẽ là các tin tức chính trong ngày hôm nay. Sự thật bất ngờ về BPhone A-series vừa giới thiệu. Như đã biết thì trong tháng 12 này, BKAV sẽ mở bán loạt 3 chiếc BPhone mới gồm BPhone A40, A50 và A60. Những mẫu BPhone này thuộc phân khúc giá rẻ và tầm trung. Vào ngày hôm qua, BKAV đã mở chương trình đặt móng cho 3 mẫu BPhone nói trên, yêu cầu khách hàng đặt cọc số tiền 1 triệu đồng. Nhưng BKAV lại không công bố bất cứ thông tin nào về cấu hình sản phẩm. Điều này hẳn sẽ khiến người dùng bối rối, không biết nên lựa chọn mẫu BPhone nào. Dù sao thì điểm tốt là 150 suất đặt móng giò heo à nhầm, nên gọi là pre-order cho 3 mẫu BPhone mới đã hết veo chỉ sau 10 phút. Tưởng chừng như việc có tên gọi khác nhau thì 3 mẫu máy này sẽ là 3 thiết bị khác biệt, nhưng thực tế không phải như vậy. Theo nguồn tin trên tờ Pháp luật và bạn đọc, thực tế bộ 3 BPhone A40, A50 và A60 thực chất chỉ là một. Cụ thể, BPhone A40, A50 và A60 gần như là một chiếc điện thoại được nhân bản làm ba. Chúng đều được tích hợp chip MediaTek Helio G85, pin 5000mAh, màn hình 6.67 inch đục lỗ và thiết kế tương đồng, mà chính xác là giống hệt nhau. Điểm khác biệt duy nhất của ba mẫu máy chỉ nằm ở bộ nhớ trong, cụ thể như sau: BPhone A40 có RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB, BPhone A50 có RAM 4GB, bộ nhớ trong 128GB, BPhone A60 sẽ có RAM 6GB, bộ nhớ trong 128GB. Đây không phải là lần đầu tiên BKAV làm điều này. Năm ngoái, BKAV cũng từng tung ra mẫu BPhone B86S, với khác biệt duy nhất là dung lượng bộ nhớ trong 128GB gấp đôi so với mẫu B86 tiêu chuẩn, nhưng giá thì cao hơn đến 1 triệu đồng. Nhiều khả năng mức giá tương tự cũng được áp dụng cho 3 mẫu BPhone phân thân này, tức là nếu BPhone A40 có giá khởi điểm 3 triệu đồng, thì A50 sẽ khoảng 3,9 triệu đồng và A60 là 4,9 triệu đồng. Rõ ràng đối với người dùng cơ bản, chiếc A40 sẽ đáng mua nhất nhờ giá rẻ nhất nhưng sức mạnh tương đương hai mẫu đắt hơn. Còn đối với người dùng cần đa nhiệm, chiếc A50 sẽ có lợi nhất, còn với người dùng cần không gian lưu trữ, chiếc A60 sẽ có giá trị đáng kể. Hiện nay trên thị trường, hiếm nhà sản xuất nào như BKAV coi việc thay đổi dung lượng RAM và ROM lại có thể trở thành một chiếc smartphone với tên gọi mới. Hầu hết các nhà sản xuất điện thoại đều chỉ tung ra một model duy nhất, nhưng có nhiều phiên bản RAM trên ROM khác nhau để người dùng lựa chọn. Trước đó, BPhone A40 bản thấp nhất đã dò dỉ điểm số benchmark thông qua công cụ Geekbench. BPhone A40 đạt 343 điểm đơn nhân và 1.268 điểm đa nhân. Do Helio G85 là một con chip tầm trung đã có tuổi đời 1.5 năm, vậy nên điểm benchmark của BPhone A40 tỏ ra không thật sự ấn tượng. Thực tế, nó còn thua kém cả chiếc BPhone B86 với chip Snapdragon 675 của năm ngoái. Kênh X sẽ tiếp tục đưa tới quý vị và các bạn các thông tin và đánh giá mới nhất về dòng siêu phẩm B mới trong các bản tin tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin Thời sự công nghệ ngày hôm nay. Hãy ấn theo dõi và đăng ký kênh để tiếp tục thưởng thức các tin tức công nghệ mới nhất tiếp theo.